Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý các bác quay trở lại với Xúc Thanh Đạo Audio. Hôm nay lại tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác rất là nhiều sản phẩm đẹp. Đó, tầm giá cũng chia sẻ rất là tốt, chia sẻ đến các bác những cặp loa và những bộ tủ đài khủng. Đó, lại vừa cập bến và dọn vệ sinh giới thiệu đến các bác. Và em demo những cặp loa cộng đầu băng cối cộng táp báo giá để các bác tham khảo. Đó, các bác cùng ngắm ạ, toàn những bộ phải nói là rất là đẹp, chia sẻ đến các bác. Các bác chốt thì liên hệ với số bên em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất siêu hàng toàn quốc, và xem video cho số Thanh Đạo online, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên. Số em review góc phải màn hình có nút đăng ký màu đỏ, các bác hãy ấn nút đăng ký màu đỏ để nhận những thông báo thường xuyên lên shop và chia sẻ. Số Thanh Đạo xin chân thành cảm ơn. Và đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác thì giới thiệu đến các bác một cặp loa Technic đó E100 rất là khủng, tầm giá cũng rất là tốt, chất âm cực kỳ hay trên mức tầm giá luôn ạ. E100 cao 85, rộng 52.5 và sâu 45 cm, cũng nặng tầm độ khoảng 60 kg cho cả cặp, rất là khủng luôn ạ. Một tuyến bát 30 màng giấy gân da nươn nguyên zin, rốn vải lụa, tất cả bao cho các bác là góc cạnh đẹp xuất sắc luôn ạ. Đó, rất là đẹp từ cả hông hậu đó. Và em quay tuyến hông này, quay tuyến hông tuyến hậu để cùng giới thiệu đến các bác. Đó, góc cạnh thì vuông thành chắc cạnh, không có bề nở sứt sẹo gì, khá là đẹp luôn ạ. Các bác cùng ngắm. Và tiếp em quay tuyến hậu ạ, được nặng lớp xi màu đỏ vân đen đó. Thùng vách tuyến hậu này có hơi bụi một chút thôi, còn rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp cho tuyến hông này, và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo cho những cặp loa rất là đẹp luôn ạ, rất là đẹp các bác ngắm ạ. Đó, độ đẹp cao và tầm giá hôm nay cũng chia sẻ rất là tốt để các bác tham khảo. Loa rất là nặng nhé, nó tầm độ khoảng 35 kg, chứ 30 kg chưa không hết được ạ. Đó, các bác xem và chờ em một chút để em di chuyển và đọc thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là Technic E100. Đó, E100 6 ohm, công suất max là 150W, công suất đầu vào là 100W, độ nhạy 95 dB, giải tần từ 1500 đến 6500 Hz, made in Japan. Đó, chất âm rất là hay, đặc biệt là chung rất là hay và tép sáng. Đó, và báo giá để các bác tham khảo cho một cặp Technic E100 khủng. Đó, chất âm hay và cũng khá là đẹp với một mức giá là 19 triệu. Đó, 19 triệu cho cặp Technic E100, các bác tham khảo một mức giá rất là tốt để các bác chốt thì liên hệ với shop bên em. Đó, tiếp em xin giới thiệu đến các bác một cặp NOD, một cặp NOD của Hitachi đấy ạ. Đó, nó trên tem là có nguyên chữ Hitachi này. Đó, nguyên chữ Hitachi đấy ạ. Đó, và em tháo tuyến e căng này ra. E căng thì là vải bố nhá, e căng vải bố ạ. Đó, các bác xem thì chờ em một chút, còn đây là e căng của loa Technic này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Và em giới thiệu tiếp cho cặp NOD, các bác cùng ngắm ạ. Đó, rất là khủng, rất là nặng luôn ạ. Cao của nó là cao 1m16 cm, rộng 44 và sâu 38 cm. Đó, thùng vách thì các bác ngắm này, bên dưới có một lỗ thở dài. Đó, cao tầm khoảng 2 cm và rộng hết cái bề 44 bằng trừ đi 40 cm. Đó, cái lỗ thở đây là cái lỗ thở nhá. Đó, hai bên là đây là lỗ thở này. Đó, còn nguyên bụi đấy ạ. Đó, chất âm rất là hay. Và bên trong của cái thùng bên dưới này, đó, bên trong của cái thùng bên dưới này là nó có một cái bát súp 20 cm. Đó, và trên là một tuyến trung trầm 20 cm và một tuyến tép còi và hai vi tinh chỉnh cho hai phía, các bác cùng ngắm ạ. Và nó có thêm cái lưới tản âm. Đó, em tháo ra để soi cái tính tép còi này cho các bác tiện tham khảo. Đó, hai bên là đều có lưới tản âm nhá, các bác quay ngang quay dọc đều được. Đó, cao 1m16, rộng 44 và sâu 38 cm, rất là khủng luôn ạ. Các bác cùng ngắm ạ, độ đẹp cao. Đó, và em cũng quay nó cũng rất là nặng, các bác xem thì theo dõi kỹ, các bác ngắm ạ. Thùng vách này, đó, vuông thành sắc cạnh, không có bề nở sứt sẹo gì. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Và em quay lại tuyến hậu. Đó, quay lại tuyến hậu và báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Đó, hậu rất là đẹp luôn nhá, vuông thành sắc cạnh, không có bề nở sứt sẹo gì, rất đẹp luôn ạ. Đó, rất là tươi mới. Và tiếp em quay tuyến hông này của cái cặp này. Đó, nặng mà cao, một cặp loa đáng chơi, rất là khủng luôn ạ, các bác ngắm ạ.
thùng vách thì quá đẹp rồi, quá đẹp cho một cặp loa. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Các bác xem chờ em một chút. Đó. Model của nó là Hitachi HS1400 VK3. Đó. Bát 20 cm này. Đó. Trong là giải bát súp này. Đó. 20 cm này. Đó. H54H này. Đó, 8 ohm, H54H là ký hiệu của cái chép nhá. Đó. 8 ohm, công suất max là 20W, made in Japan này. Đó. Những dòng này thì chất âm rất là hay luôn ạ. Bát xuống sâu, bát súp trong hầm mà rất là khủng luôn ạ. Đó. Và em quay lại bác ngắm lại một lượt. Đó, ngắm lại một lượt và em báo giá để các bác tham khảo. Nó rất là nặng thì các bác xem mình chờ em chút, các bác ngắm kỹ ạ. Đó, tầm giá cũng rất là tốt, chia sẻ đến các bác. Đó, em đứng từ xa này. Đó, các bác ngắm ạ. Một chung trầm 20, một tép còi và một bát súp nằm bên trong của thùng hoa, có lỗ thở dài ở phía bên dưới, với một mức giá là 17.500.000. Đó, nay cũng giảm giá đi 500k để chia sẻ đến các bác 17.500.000 cho những cặp loa đẹp xuất sắc. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác ba model. Đó, loa chợ nơi cũng là nghe nhạc kiêm karaoke. Đó, rất là đẳng cấp của hãng Pioneer. Đó, trên là V16. Đó. Ở giữa là V36 và dưới cùng là V26. Đó, ba tuyến y căng khác nhau nhá. Em có để y căng đây. Đó, ba tuyến y căng khác nhau thì các bác chọn model. Đó, em mà cũng nắp y căng từng sản phẩm vào một để cho tiện cho các bác. Đây bên trên là có y căng rồi ạ. Đấy, ba model khác nhau nhá. Đó. Trên này em đọc này, trên là V16. Giữa là V36 và dưới là V26, ba tuyến e căng khác nhau. Đó, thùng của V16 nhỏ hơn một chút. Đó, 42 cm, còn là những dòng này thì 45 cm. Đó, cao 26 và sâu 30 cm. Đó. Một loa bát 20, đó bên trong là có bọc khử từ. Đó, rất là khủng luôn ạ. Bát rất là mạnh. Đó, và hai tuyến tép, đó tuyến trung, tuyến tép này, đa hướng này. Đó, bát màng giấy gân mút nhá, đều đẹp xuất sắc cả. Đó, e căng tem cờ đầy đủ. Các bác ngắm lại cho tuyến loa này. Đó, em mở cái tuyến e căng này ra để cho tiện các bác tham khảo. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đó, em mở từng tuyến loa, các bác xem thì chờ em một chút và em báo giá cho từng sản phẩm ba cặp loa này, ba model khác nhau. Đó, tất cả là bên dưới là V26 này. Đó, màng bát cũng là màng giấy gân mút, giữa là V36 này cũng màng giấy gân mút, tất cả nó được nang một lớp xi. Đó, hai bên trên V36 và V26 thì là được nang một lớp xi. Đó, sơn màu xanh bộ đội này. Đó, sơn màu xanh bộ đội. Đó, các bác cùng ngắm ạ. Giữa là được nang một lớp xi màu đen. Đó. Và em đọc thông số thùng vách thì quá đẹp rồi. Đó. Đọc thông số từng model một để báo giá để các bác tham khảo. Đó, tuyến hậu này, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Rất rất là đẹp luôn nhá. Đó, các bác ngắm ạ. Đó. Rất rất đẹp. Cho V16 này, công suất max là 280W. Công suất đầu vào là 60W, 6 ohm. Đó. Cho V16 nhá, công suất max là 280 cho 360W, công suất max, công suất chịu đựng đấy ạ. Đó, cũng khá là chịu đựng, khá là tốt. Đó, chất âm rất là hay. Đó, có 280W này, tem trắng và tem đỏ này. Đó, và bên dưới này cũng là 280W này, 60W đầu vào, 8 ohm này. Đó, cũng made in Japan hết nhá. Đó, có N và R này. Đó, đúng cặp loa luôn nhá. Và bên dưới là V26 này, 280W này, 60W đầu vào này. Đó, công suất tương tự như nhau. Đó, các bác cùng tham khảo. Và em báo giá để các bác tham khảo. Đầu tiên là cho cặp V16 là 5 triệu. Đó. V36 và V26 đồng giá với mức giá là 5.500.000 để tiện cho các bác tham khảo những cặp loa đáng chơi. Chất âm rất là hay ạ, đặc biệt là bát đẹp này. Đó, chung tép đều đẹp, có đều có vi tinh chỉnh giải cao ở phía đằng trước và có lỗ thở tầm 4.5 cm thở về phía đằng trước, chất âm rất là hay. Đó, em đọc lại nhé. V16 là 5 triệu và V26 36 đồng giá 5.500.000 một cặp. Các bác tham khảo, các bác chốt thì liên hệ với shop bên em. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác
Đó. Tiếp xin giới thiệu đến các bác một cặp NOD. Đó. Bát 20 cm một một tiếng tép còi, có một lỗ thở tầm phi 8 cm thở phía đằng trước. Thùng vách thì đều đẹp xuất sắc và cũng tương tự. Đó, e căng thì em có demo nắp một tuyến e căng này. Đó, em tháo cái tuyến e căng này ra. Đó, và cũng giải thích thêm, tức là nó có thêm một cái lưới tản nhiệt tản âm này nhá. Lưới tản âm bắt ốc vào đây ạ. Đó, em tháo ra để tiện cho các bác xem tuyến tiếp còi này. Đó, còn rất là đẹp nhá, sáng choang. Đó, rất là sâu, rất là khủng, sâu tầm 2 đến 2.5 cm cái tuyến tiếp còi, rất là khủng luôn ạ. Bát thì cũng củ từ Adico nhá. Đó, một tuyến bát 20 màng giấy gân vải xếp nguyên zin này. Đó, rất là đẹp, độ động rất là lớn nhá. Đó, các bác ngắm ạ, chất âm rất là hay luôn ạ, tép còi. Đó, lỗ thở rất là lớn và thùng rất là nặng luôn ạ. Đó, cao của nó là cao 63, rộng 36.5 và sâu 35 cm. Và em cũng kéo ra đây này. Đó, đặc biệt là nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Đó, và sit up vào những con đầu bằng cối thì chất âm cũng rất là hay để chia sẻ đến các bác. Đó, cao 63, rộng 36.5 và sâu 35 cm. Ngoài cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó, và cũng quay kỹ, quay từng góc cạnh chia sẻ đến các bác xem thì chốt bất kỳ sản phẩm nào thì cũng xem kỹ trên video. Đó, góc cạnh sắc đứt tay luôn ạ. Đó, hậu thì khá là tươi mới, khá là tươi mới, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì, rất là đẹp luôn ạ. Và em quay tiếp tuyến hông ạ, quay tiếp tuyến hông để giới thiệu với các bác này. Đó, vuông thành sắc cạnh rất là đẹp, màu rất là tươi. Và em quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Đó. 8 ôm công suất mắc là 30W nhá. Nó còn ký hiệu nào của loa bát này, N200, và ký hiệu của loa chép đó là 70HD. Đó, có hai vi tinh chỉnh ở phía đằng sau. Đó, cầu loa thì đấu vào đây ạ. Đó, còn đây là cầu kiểm tra bát và cầu kiểm tra cho tuyến tép đấy ạ. Đó, Hitachi HS500. Đó, và em quay lại báo giá để các bác tham khảo, một mức giá cũng rất là tình thương bình thường, chia sẻ đến các bác những cặp loa đẹp. Đó, các bác cùng ngắm lại một lượt và em báo giá để các bác tham khảo cho một cặp NOD HS500 rất là gấu, chất âm rất là hay. Đó, với một mức giá là 14.500.000, 14.500.000 cho một cặp HS là 500. Và tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác này. Đó. Những con đầu tích đó các bác cùng tham khảo. Đó, con này là con của bác Hà Nội, bác đã chốt thì hết ngày nay và em cho chạy test kỹ để chuyển đi cho bác này. Đó, bác xem được video cho em xin lúc này nhá. Đó, mà shop bên em thì tích 6A6003 thì vẫn còn, đang dọn đây ạ, đẹp xuất sắc đây ạ, đang dọn vệ sinh. Đó, thì các bác nào chốt thì em hôm nay sẽ báo giá để các bác tiện tham khảo. Đó, bao cho các bác là hoạt động mọi chức năng. Đó, hoạt động mọi chức năng từ đồng hồ vu rất là nét luôn ạ. À. Đó, đều. Đó, đọc tốt, ghi tốt. Đó, model của nó là Tech A6003, chạy 2 chiều. Đó, chạy 2 chiều. Các bác cùng tham khảo 4 trích. Và đẹp xuất sắc như thế này. Đó, chưa có băng nhé. Chưa có băng. Có hút zin đi theo máy và có điều khiển Tech nhá. Đó, điều khiển rời này. Đó, của hãng zin nhá. Đó, điều khiển rời luôn ạ. À, của hãng Zin, và báo giá để các bác tham khảo cho một con Tech A6003 kèm điều khiển Zin đi theo máy. Đó, điều khiển của nhà sản xuất và đi theo những con máy này đấy ạ. À, húp Zin với một mức giá là 18 triệu các bác tham khảo. Đó, các bác chốt thì liên hệ với shop bên em. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác một cặp loa đó đã lau dọn vệ sinh và set up cho các bác là một bộ tương tự, đây là chỉ còn thiếu mỗi âm ly thôi. Các bác chơi âm ly gì 2000X hay là 5000X hay là 80 hay là 90, đấy là tùy các bác. Đó, đây là siết up đặt lên và giới thiệu đến các bác. Đó, rất là đẹp luôn ạ, không kém gì phần nóng trọng luôn, rất là đẹp. Đó, đặc biệt là các bác ngắm tuyến e căng này. Đó, model của nó là SB3005, đẹp xuất sắc luôn ạ. Đó, nguyên zin này. Đó, e căng lau dọn vệ sinh đi là tươi mới. Đó, đặc biệt là độ đẹp của thùng hoa. Đó, em kéo ra đây để giới thiệu cận cảnh chi tiết. Đó, các bác cùng tham khảo. Các bác xem cũng chờ em một chút. Cặp loa này nó nặng lên đến 80kg. Đó, rất là khủng, rất là lớn. Đó, rất là lớn luôn ạ. Các bác ngắm kỹ nhá. Thùng vách này, đó, tuyến đình này. Đó, các bác ngắm ạ. Bao đẹp xuất sắc,
bao đẹp xuất sắc, được nạn một lớp gỗ tự nhiên vân view rất đẹp, rộng cao 71, rộng 63.5 và sâu 44 cm. Đó, em quay cũng rất là chậm chãi, rất là đẹp để chia sẻ đến các bác, đặc biệt là tuyến e-căng. Đó, và em quay tuyến loa để em tháo cái tuyến e-căng này ra. Đó, để quay tuyến loa cho các bác này, các bác ngắm ạ. Đó, rất là khủng luôn nhá. Bên trong thì là có một cái loa bát 30 màng giấy gân vải lụa tẩm dầu nguyên zin này, rất là mềm nhá. Đó, và một tuyến trung trung 18 cm và hai tuyến trung cao đôi 10 cm và hai tuyến tép còi. Đó, lưới tản âm bằng gang sắt. Đó, các bác cùng tham khảo ạ. Độ đẹp cao, các bác ngắm ạ. Đó, dọn vệ sinh nên thì quá đẹp luôn ạ. Có một lỗ thở phi 14 cm. Đó, các bác ngắm. Và em quay tiếp tuyến hông, quay rất là chi tiết. Đó, hôm trước thì có chồng đến nhau thì nhiều bác thắc mắc là muốn xem cận cảnh, xem chi tiết độ đẹp. Đó, độ khủng, có hai vi tinh chỉnh giải cao ở phía nằm ở phía bên hông. Đó, thùng vách thì bao đẹp xuất sắc. Vâng, em quay tiếp tuyến hậu này, quay cho các bác ngắm và tham khảo. Độ đẹp cực kỳ cao, các bác ngắm ạ, không có bể nở xuất sẹo gì, các bác cùng tham khảo. Và quay tiếp tuyến hông và báo thông số báo giá để các bác tham khảo cho một cặp loa rất là khủng. Đó, rất là khủng, các bác cùng ngắm ạ. Độ đẹp cao, độ đẹp cao với một mức giá cũng rất là tốt. Và em quay lại. Đó, quay lại và để vào vị trí, loa rất là nặng. Các bác xem thì cũng chờ em một chút, em đậy tuyến e-căng lại và báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Model của nó là SB3005, một cặp loa Samsung nhé. Samsung ạ, đó, dập chữ nổi đấy ạ. Mắc là 60W, 8 ohm. Đó, các bác cùng tham khảo. Đó, những cặp loa made in Japan này. Đó, chất âm rất là hay. Đó, ghi rõ Tokyo, Japan nhé. Đó, và em quay lại và báo giá để các bác tham khảo một cặp loa khủng, chất âm hay. Đó, nghe nhạc bolero, nhạc băng cối, đó, nhạc trữ tình, đó, nhạc acoustic đều rất là hay nhá, đều rất là hay. Các bác cùng tham khảo và em đậy tuyến e-căng lại, bao đẹp xuất sắc cho những cặp Samsung SB3005 với một mức giá là 21 triệu cho một cặp loa rất là đẹp. Các bác tham khảo và chốt thì liên hệ với số bên em. Còn băng cối 635D, đó, nút đỏ đẹp xuất sắc ạ. Đó, đẹp xuất sắc. Đó, vẫn là 33 triệu và bên dưới là tiếp tục cập bến những cái con đầu AK. Đó, và con táp đai đấy ạ. Các bác ngắm kỹ ạ. Đó, em đang demo và đặt lên trên con AK 635D vừa size, đúng size luôn nhá. Đúng size, rất là đẹp luôn ạ. Đó, rất là đẹp. Các bác ngắm cho em là đầu từ sắt mới kính con luôn ạ. Đó, và đọc auto reverse, tức là đọc hai chiều. Đó, hai chiều này. Đó, và model của nó là Akai F33R. Đấy, hôm trước các bác nào chốt trượt thì hãy chốt con này, bao đẹp xuất sắc từ cả Tuấn Đình ạ. Các bác ngắm kỹ, không có điểm gì để chê, rất là đẹp. Mặt mũi này, đó, có hai đồng hồ tia lớn nhá. Đó, có hai đồng hồ tia lớn, có volume là mạch rè. Đó, đọc tốt, ghi tốt cho cả hai chiều. Đó, và báo giá để các bác tham khảo cho một con Akai. Đó, rất là đẹp. Đó, cũng khá là nặng luôn ạ, khủng luôn ạ, đẹp xuất sắc. Model của nó là F33R của Akai, auto reverse đọc hai chiều, với một mức giá là 3.500.000 cho một con đầu tích rất là đẹp này. Các bác tham khảo, các bác chốt thì liên hệ giúp bên em. Và các bác quan tâm đến những bộ tủ đài, quan tâm đến những bộ tủ đài, các bác ngắm lại một lượt và em sẽ quay chi tiết báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Rất là khủng luôn ạ, của hãng Technic. Đó, model là, model của nó nằm trong đây ạ. Đó, model của nó nằm trong đây. Model của nó là SC1500G nhá. Đó, và em đậy lại báo chiều rộng, chiều cao để tiện cái chỗ kê bày cho các bác. Đó, rộng 1m55. Đó, cao 75 và sâu 44 cm. Đó, rất là khủng luôn ạ. Đó, tuyến bên trong này. Đó, một con âm ly. Đó, size rất là lớn và đặc biệt nó đánh 8 con sò than nhá. Đó, có AM, có FM. Đó, con này thì em hôm nay lại cắm không ròng dây điện ra, đang hoạt động mọi chức năng. Đó, AM thì có kéo ra 108 rồi nhá. Còn xin lỗi, FM có kéo ra 108, còn AM bắt được hai đài. AM này có tính năng nâu nớt này,
bát chép chỉnh trên máy này đó. Rất là khủng luôn ạ, một con âm ly các bác ngắm ạ, không có điểm gì để chê, đẹp xuất sắc luôn ạ. Gương kính thì soi gương được, đèn nền màu xanh, một con receiver khủng 8 con sò than đó, và có đèn báo nhá, có đèn báo trước mặt, và trên là một bộ đĩa than đó, một bộ đĩa than đó. Và em mở tuyến y căng này và báo giá để các bác tham khảo. Lại tiếp tục cập bến những bộ tủ đài khủng đó, có rất là nhiều các bác quan tâm, và những bác nào chốt trượt những cái bộ này thì liên hệ với số bên em đó. Và em quay kỹ cho tuyến loa này đó, loa thì đặc trưng của hãng Technic đó, bát 30 cm, màng xốp hai lớp nhá, màng xốp hai lớp đó, đặc trưng này, nguyên zin 100%, rất là đẹp ạ, rất là đẹp. Rốn vải và một tuyến trung ba lỗ đó, một tuyến trung còi và một tuyến tép đôn, khá là khủng luôn ạ, độ đẹp cao, các bác ngắm kỹ ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đó, rộng 1m55, cao 75, sâu 44 cm đó, và em đóng lại đó, cũng rất là đẹp, rất là khủng, và em báo thông số, báo giá để các bác tham khảo. Bộ này thì em đang vừa với test xong cho nên là dây còn đang cắm trên con âm ly luôn ạ, các bác xem thì tham khảo ạ. Đó, đang hoạt động mọi chức năng rồi, em quay tuyến loa này đó, các bác ngắm kỹ ạ. Loa thùng vách thì được nạng một lớp xi màu vàng vân gỗ, đẹp góc cạnh luôn ạ, đẹp từ cả tuyến hậu luôn đó, không có điểm gì để chê, các bác ngắm kỹ ạ. Vuông thành chắc cạnh, không có bể nở xước sẹo gì, nguyên zin 100% đó. Và tiếp tuyến hông ạ, tiếp tuần hông của cả cặp, các bác ngắm ạ. Đó, rất là đẹp. Đó, những bộ tủ đài sản xuất vào những năm 68. Đó, rất là khủng luôn ạ. Và dây nó khá là dài. Đó, dây phía hậu này, em đang test mà. Đó, các bác ngắm kỹ ạ. Đó, độ đẹp cao này. Đó, đây là cho cục giữa này. Đó, và tiếp cho hông bên cái cục giữa này này. Đó, các bác ngắm ạ. Và em đọc thông số báo giá để các bác tham khảo. Cho một bộ tủ đài đó, model của nó là SC1500G đó, SC1500G, điện 100V, công suất là 64W nhá, 64W đó. Đấy, giải tần là giải, đây là giải của điện từ 50 đến 60 Hz đó. Và phía đằng sau con âm ly này họ rất là khủng luôn ạ, rất là khủng đó, các bác cùng tham khảo. Đánh 8 con sò, điện 100 và 64W. Và em siết áp lại, siết áp lại và báo giá để các bác tham khảo cho một bộ tủ đài rất là khủng. Đó, bao các bác là đọc đĩa tốt và cho đĩa than, cho radio rất là nét luôn ạ. Đó. Và đặc biệt là có kết nối bên ngoài vào đường những đường tác. Đó, rất là hay. Đó, chất âm cực kỳ hay và rất là khủng. Báo giá để các bác tham khảo một bộ đài Technic 1500G, bát 30 trung còi tép đôm với một mức giá là 13 triệu. Các bác nhanh tay, các bác chốt thì liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên. Một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc, và xem video cho shop Thanh Đạo lúc này, lúc đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên với shop em review. Và đến đây em xin tạm dừng video, hẹn các bác vào video tiếp theo. Shop Thanh Đạo xin chào và tạm biệt các bác. Em xin chào các bác ạ.